phải tôi mang hai em ra để mà đùa cợt, mà để cho các em nhận thấy phải thay đổi để mà thành công. Nhưng mà tôi thấy bà làm gì thì làm, làm nhanh đi. Tại vì bây giờ tôi thấy anh Vinh cứ xà nèo con Kim hoài rồi đó. Còn Anna, phong cách của em á thì gái chẳng phải gái, y như một thằng con trai. Như vậy á thì làm sao trở thành một người nổi tiếng được? Đứa nào dày nghiêm của tao, tao sẽ không để yên đâu. Bà coi có mất gì nữa không? Tụi mình cũng coi là có mất gì không? Hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghi.